Vâng và tiếp tục chương trình chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những bài viết nổi bật trên các báo số đa sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm nhà nước phải chi hàng ngàn tỷ đồng phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông trong đô thị, tức là gấp nhiều lần chi phí xây lắp dự án. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng lại trúng lớn khi mà nhà của họ nằm trong hẻm sau một đêm, bỗng chốc án ngưỡng mặt bằng trên những tuyến phố và có giá đất lên đến là hàng trăm triệu đồng trên một mét vuông. Và đó dường như chính là câu trả lời cho câu hỏi mà báo giao thông đặt ra trong trang số 8, đó chính là ai hưởng lợi từ những con đường đắt nhất hành tinh. Bài viết này trích dẫn ý kiến một người dân cho biết giá đất thực tế rất cao và liên tục gia tăng, song những hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng lại được bồi thường chi phí rất thấp theo các mức loại 1 là 91,8 triệu đồng trên 1 m2, loại 2 là hơn 50 triệu đồng trên 1 m2, loại 3 là hơn 40 triệu đồng trên 1 m2. Điều đó dẫn đến bất cập là các hộ nhà mặt đường chịu thiệt hại rất lớn khi phải di dời giải tỏa để thi công dự án với mức nhận tiền đền bù chỉ bằng 1 phần 3 giá trị thực tế trong khi các nhà trong ngõ không phải giải tỏa bỗng nhiên sau một đêm được ra mặt đường hưởng lợi cả về lợi thế kinh doanh lẫn giá nhà đất. theo kiến trúc sư ngô viết sơn ngô viết nam sơn nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là nhiều người chỉ coi các dự án xây dựng giao thông mang nặng tính chất đơn ngành, trong khi ở nước ngoài họ đặt nó trong tính chất đa ngành. các dự án giao thông ở việt nam chủ yếu là tiêu tiền ngân sách, ở nước ngoài họ xem dự án giao thông như là một dự án đầu tư tạo ra nguồn thu cho ngân sách. đó chính là sự khác biệt giữa hai cách đầu tư việc thu tiền trên lệch địa tô từ các dự án giao thông ở việt nam hoàn toàn làm được điều quan trọng là phải đổi cơ chế làm việc từ đơn ngành sang đa ngành từ tư duy kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường Thưa quý vị và tiếp theo cũng sẽ là một câu chuyện đang được đề cập trên các số báo sáng nay được người dân rất là quan tâm. Đó chính là sau 2 tháng triển khai thì chưa doanh nghiệp nào vay được gói tín dụng 16.000 tỷ đồng, lãi suất 0% để trả lương cho người lao động. Và phản ánh về thực trạng này thì báo diễn đoàn doanh nghiệp sáng nay có bài viết Doanh nghiệp khốn khổ vì tiêu chí vay. Bài viết đưa ra một số lý do khiến cho nhiều doanh nghiệp ngần ngại với gói tín dụng này. Đó là tâm lý e ngại khi phải chứng minh tình trạng tài chính khó khăn, không còn tiền trả lương khiến cho doanh nghiệp không chủ động trong việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động. Với tiêu chí của gói vay trả lương lãi suất 0% hỗ trợ, chỉ những doanh nghiệp thực sự nằm đắp chiếu mới đủ điều kiện được vay theo quy định này. Ngoài ra, thì trong thời điểm dịch Covid-19, các doanh nghiệp luôn phải tìm cách bù đắp sự sụt giảm từ sản xuất kinh doanh, không có doanh nghiệp nào ngồi chờ chết để được hỗ trợ. Quy định này thật sự gây khó cho doanh nghiệp và không có tính thực tiễn. Mặt khác thì do phải chứng minh tài chính khiến cho doanh nghiệp e ngại, vạch áo cho người xem lưng, bị ảnh hưởng tới uy tín và thương hiệu đối với bạn hàng, nên không dám lập hồ sơ đề nghị vay vốn, mà quay ra xác nhận các chế độ hỗ trợ khác cho người lao động. Trong khi đó, trên báo Công an nhân dân sáng nay, phản ánh vụ việc đang gây bức xúc cho người dân, nhất là những ai đã trúng thầu dự án khu đất đồng đóng chuối 1, đồng đóng quang thuộc phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng của thành phố Hải Phòng. Bài viết trên trang số 4 với nhan đề gặp khó vì mua đất đấu giá chưa hoàn thiện hạ tầng. Theo bài viết này cho biết, khu đất đồng đóng chuối 1, đồng đóng quang giai đoạn 1 thuộc phường Hùng Vương có 164 lô, tổng diện tích là hơn 16.000 m2. Lô đất đã được Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thuộc Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, trong khi địa phương báo cáo thành công, thì nhiều người trúng đấu giá lại được giao đất ngoài thực địa mới biết. Hạ tầng kỹ thuật của dự án này chưa được hoàn thành. Nhiều người trúng đấu giá cho biết trước đó chủ đầu tư thì cũng đã cam kết hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Người trúng thầu sẽ được hưởng toàn bộ hàng hạ tầng kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy hoạch. Trả lời phóng viên của báo Công an Nhân dân, ông Đặng Công Đỉnh là phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng giải thích là do Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng xin cơ chế đặc thù và theo đó địa phương được thực hiện song song vừa tổ chức đấu giá vừa hoàn thiện hạ tầng. Tuy nhiên trước đó theo quyết định số 3015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, yêu cầu quận Hồng Bàng chỉ được tổ chức đấu giá khi đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Thưa quý vị và bên cạnh đó thì trên các số báo sáng nay cũng có đề cập đến việc thủ đoạn giả mạo thương hiệu các ngân hàng lớn như là Vietcombank, BIDV hay là Agribank với những lời có cánh để lừa đảo lấy tiền của người dân đang nở rộ. Báo Thanh niên sáng nay đã có bài phản ánh đưa ra lời cảnh báo tới người dân với nội dung như sau. Bài viết của nhà báo Thanh Xuân có tựa đề Chiêu trò giả mạo thương hiệu ngân hàng để lừa đảo. Được thông tin, nhiều trang Facebook quảng cáo đổi tiền lỗi series tỷ lệ 1 ăn 10 có sự xuất hiện hình ảnh của các thương hiệu ngân hàng uy tín đã khiến cho nhiều người dễ dàng tin tưởng. Thực tế, các Chiêu thức này không khác gì hình thức lừa đảo bán tiền giả lấy tiền thật trước đó mà các cơ quan công an đã phá án. Những kẻ rao đổi tiền trên các trang mạng xã hội theo tỷ lệ là 1 triệu lấy 10 triệu hay là 1 triệu lấy 6 triệu, yêu cầu người đổi tiền chuyển khoản và sau đó sẽ chiếm đoạt luôn. Nhưng lần này kẻ lừa đảo tinh vi hơn khi gắn logo của các ngân hàng lớn uy tín để lừa người nhẹ dạ, gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính và cả những người tham lam. Ngoài ra, thì Agribank, Vietcombank và Techcombank còn đưa ra một số hình thức lừa đảo quen thuộc khác đã được cảnh báo, nhưng vẫn nhiều người bị lừa và mất tiền. Chẳng hạn là kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng, tổng đài của ngân hàng hoặc là cơ quan chức năng để liên hệ với khách hàng qua điện thoại hoặc tin nhắn. Mạo danh ngân hàng vay vốn trực tuyến, thông báo là đã trúng thưởng, rồi yêu cầu khách truy cập vào đường liên giả mạo, khai báo mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hoặc là các thông tin cá nhân khác để xác nhận. Và khi khách hàng làm theo những yêu cầu này, thì kẻ gian sẽ lấy được toàn bộ thông tin tài khoản và đăng nhập để chuyển tiền đi. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua thì kiến ba khoang xuất hiện rất nhiều tại các khu dân cư, các khu ký túc xá ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người bị bỏng đập, viêm da vì tiếp xúc với dịch tiết của kiến ba khoang và trên báo tuổi trẻ sáng nay có bài viết phản ánh về tình trạng này với nhan đề Kiến ba khoang tấn công người dân được đăng tải trên trang số 14 quý vị và các bạn có thể tìm đọc. Bài viết có hình ảnh khi mà xem xong khiến ai cũng phải rùng mình. Đó là hình ảnh kiến ba khoang xuất hiện dày đặc tại các phòng của sinh viên thuộc ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Đoàn Bình Minh là phó viện trưởng viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Y tế cho biết, trong thời gian gần đây Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa, nhiều kiến ba khoang cũng đã xuất hiện xâm nhập vào các khu dân cư, các khu ký túc xá gần cánh đồng lúa, bãi cỏ, vũng nước, công trình đang xây dựng gian dở. Bên cạnh đó, tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu trong hoạt động nông nghiệp, tốc độ đô thị quá tại các vùng ven như là quận 9, quận 7, quận Hóc Môn, Củ Chi cũng khiến môi trường sống của côn trùng nói chung và kiến ba khoang nói riêng dần mất đi và buộc chúng phải xâm nhập vào địa bàn của các khu dân cư. Kiến ba khoang không đốt hay cắn mà khi chúng ta tiếp xúc với dịch tiết cơ thể của chúng, tức là chất BD-Green, một chất độc gây đợp, thì dịch tiết này sẽ gây bỏng và viêm da để phòng chống kiến ba khoang người dân có thể sử dụng đèn ánh sáng vàng vì kiến ba khoang rất thích ánh sáng trắng bên cạnh đó cần ngủ trong màn sử dụng lưới các cửa sổ và cửa ra vào đóng cửa thường xuyên sau khi ra vào phát quang bụi đậm cây cỏ xung quanh nhà của mình Thưa quý vị và cách đây ít phút thì chúng tôi cũng vừa đưa tin cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ACE sẽ không cấp thị thực cho những sinh viên ở các trường cung cấp khóa học hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến cho học kỳ mùa thu này. Và Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ CBB cũng sẽ không cho phép các sinh viên này sẽ được nhập cảnh vào nước Mỹ. Thông báo áp dụng đối với nhóm sinh viên quốc tế, những người theo học tại các chương trình có cấp bằng chứng chỉ ở Mỹ đang giữ thị thực ở bậc F1 và M1. Thông báo này đã ảnh hưởng không nhỏ tới những người đang theo học tại mỹ và trên báo người lao động sáng nay đã có bài viết phản ánh với tiêu đề du học sinh hoang mang sau thông báo của mỹ đã được đăng tải trên trang bốn theo bài viết, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu sinh viên Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách mới này. Theo báo cáo thường niên Open Door của Viện Giáo dục Quốc tế IAE được Đại sứ Quán Mỹ tại Việt Nam thông báo vào cuối năm 2019, khoảng 24.392 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Mỹ, nhiều thứ sáu trong tổng số sinh viên nước ngoài du học tại Mỹ. Đơn kiến nghị được tạo hôm ngày 6 tháng 7 trên trang web kiến nghị của Nhà Trắng, Quy đã thu hút hơn 12.000 chữ ký trong vòng một ngày, trong đó có nhiều du học sinh Việt Nam tham gia. Tuy nhiên thì đơn kiến nghị này cần phải có đủ 100.000 chữ ký trước ngày 5 tháng 8 năm 2020 mới có thể đề nghị nhà trắng đưa ra phản hồi về thông báo của ICE. Du học sinh Việt Nam tại Mỹ đang hoang mang vì không kịp chuyển trường cho học kỳ mùa thu, nếu quay về Việt Nam cũng không có chuyến bay. Một du học sinh tại Mỹ đã chia sẻ với thông báo này của Mỹ thì du học sinh đang trong tình trạng sách hồ sơ chạy. Nhiều du học sinh lựa chọn là sẽ qua các nước khác để có thể tiếp tục học. Trong khi đó tại Việt Nam thì câu chuyện giáo dục cũng có rất nhiều vấn đề được các báo chí phản ánh. Thưa quý vị, tại nhiều trường tiểu học hiện nay thì các cô giáo đã có ý thức hơn trong việc xếp học sinh nam, học sinh nữ ngủ theo dãy riêng. Tuy nhiên vẫn còn một số trường vẫn để các em ngủ chung, đặc biệt là học sinh khối lớp 1, 2 và 3. Việc học sinh nam nữ ngủ lẫn lộn có thể mang lại những ảnh hưởng không hề nhỏ đến nhận thức giới tính của các em. Trên báo Phụ nữ Việt Nam sáng nay có bài viết phân tích chắc chắn sẽ khiến nhiều trường và các gia đình thay đổi về hình thức này. Bài viết lấy ý kiến của chuyên gia giáo dục làm tiêu đề học sinh bán trú ngủ lẫn lộn là sai về giáo dục giới tính. Theo bài viết cho biết khi được hỏi tại sao không xếp trẻ ngủ riêng, một giáo viên xin được giấu tên ở trường tiểu học quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết, các cô thường xếp các con ngủ theo tổ để dễ dàng quản lý, các con không chạy toán loạn tranh giành chỗ ngủ. Hơn nữa ở lứa tuổi này, các con thường không có hành động gì nhạy cảm và thường được cô trong bán trú quản lý kỹ. Các con sẽ bị nhắc nhở hoặc cho ngủ riêng trên bục giảng nếu có hành động khiếm nhã với bạn gái khi được hỏi tại sao không xếp trẻ ngủ riêng, một giáo viên ở trường tiểu học quận Hai Bà Trưng cũng cho biết thêm đó chính là các cô sẽ quản lý kỹ và các theo các chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương cho biết thì các trường mầm non, các trường tiểu học cần cho học sinh nam nữ ngủ riêng, việc làm này phải được thực hiện một cách nghiêm túc và phải được quy định từ các bộ sở phòng giáo dục và đào tạo. Nếu phòng học có diện tích nhỏ thì cần phải chia đôi, bé trai thì ngủ một bên, bé gái ngủ một bên. Cô giáo ở giữa thì sẽ trông chừng và quản lý. Không ít giáo viên cha mẹ chủ quan nghĩ rằng ở một lứa tuổi nhỏ thì các con không biết gì. Thế nhưng mà khi trẻ em thực hiện hành vi nhạy cảm nhiều lần thì trẻ có thể bị ám ảnh, ảnh hưởng về mặt tâm lý và có trẻ sau này còn bị nghiện tình dục và có trẻ thì lại sợ tình dục. Là chuyên gia giáo dục giới tính thì thạc sĩ Phan Lan Hương cũng cho rằng việc cô giáo cho trẻ nam nữ ngủ lẫn lộn là sai về giáo dục giới tính và chưa kể là các kiến thức về an toàn cơ thể Thưa quý vị và trong câu chuyện này thì chúng ta cũng có thể hiểu được là có rất là nhiều trường thì cơ sở vật chất vẫn chưa có thể đáp ứng để tạo điều kiện là cho các bé ngủ riêng các khu vực như là riêng nam hoặc là riêng nữ. Nhưng mà quả thật là trong thời gian vừa qua chúng ta thấy có rất là nhiều những vụ bạo hành tình dục đã xảy ra đối với các trẻ nhỏ và chỉ là những trẻ thuộc mẫu giáo thôi mà đã có những hành vi ví dụ như rằng là ảnh hưởng đến cơ thể của trẻ rồi thì huống chi là đối với trẻ trẻ học cấp 1, lớp 1 hoặc là lớp 2 hoặc là lớp 3. Những lúc như vậy khi mà trẻ đã lớn lên tức có nghĩa rằng là trẻ đã có những thức về hành vi giới tính của mình như thế nào rồi nên là phương anh nghĩ rằng là một trong những cái điều mà chúng ta uh, dù rằng là biết rằng là có thể là sẽ không có đủ cơ sở vật chất nhưng nhưng mà cũng nên là tránh những cái khu riêng ví dụ như có thể gom 2 3 lớp ngủ chung với nhau nhưng mà tách ra là riêng khu vực nam và khu vực nữ để cho các bé có thể hiểu rõ hơn về cái việc giáo dục giới tính từ khi còn nhỏ. Vâng tôi nghĩ đây là cũng là một trong những cái cách mà suy nghĩ về cái tập quán giáo dục từ trước đến giờ của Việt Nam. Bản thân tôi là một người phải gọi là cũng đã từng đi học bán trú từ nhỏ và ở những cái lớp thì tôi thấy là ngày nay thì các giáo viên họ cũng rất là linh động trong việc là cho trẻ ngủ riêng, trẻ em nam và trẻ em gái ừ. ngủ riêng mặc dù là trong một lớp. Chúng ta có thể linh động ví dụ như là ở những cái lớp mà trước đây tôi học thì thường là các cô sẽ kéo những cái bàn lại với nhau Đấy và sau đó lót những cái bộ dạc để cho trẻ em gái ở trên rồi ở phía dưới đó thì trải chiếu để cho các ừ. trẻ em trai ngủ. thì quan trọng hơn là do trước đây chúng ta vẫn chưa chú trọng nhiều đến cái việc là giáo dục giới tính cho trẻ, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non, ừ. lứa tuổi tiểu học bởi vì chúng ta nghĩ rằng là ở lứa tuổi này thì thường như các con nó còn nhỏ và nó sẽ không có cái nhận thức nhiều về cái vấn đề về hành vi này. thế nhưng rõ ràng chúng ta thấy trong những năm gần đây cái việc mà trẻ phát triển sớm hơn bình thường đã xảy ra ngày càng nhiều hơn Đấy đúng không ạ? đặc biệt là ở cái lứa tuổi mà tiểu học cũng đã xuất hiện cái tình trạng là dạy thì sớm ở trẻ nữa. Vì vậy thì cái vấn đề giáo dục giới tính ở con trẻ cũng cần phải được nhìn nhận một cách đúng đắn và theo đúng xu hướng của thời đại. Bởi vì nếu như chúng ta cứ giữ 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 nguyên cái tập quán cũ thì rõ ràng cũng sẽ gây ra rất nhiều những cái hệ quả, những cái hệ lụy, những cái hành vi không tốt từ trẻ. Và nếu như mà chúng ta giáo dục trẻ được ở cấp mầm non, cấp tiểu học là tự biết bảo vệ thân thể và tự tôn trọng và tôn trọng cái sự khác biệt về giới tính thì rõ ràng chúng ta cũng sẽ hạn chế hơn rất nhiều những cái vụ mà xâm hại và bộ bạo lực tình dục khi mà trẻ lớn lên sau này.